kính thưa quý mạnh thường quân tổ chức mắt thương nhìn cuộc đời Canada. Hôm nay ngày 15 tháng 8, 2023, tôi Phan Thị Ngọc Phương đại diện tổ chức mắt thương nhìn cuộc đời tỉnh Đồng Tháp đến thăm em Võ Chí Toàn. Đây là một trường hợp em bị bạo, bị bệnh bại não từ nhỏ luôn. Đã được 9 tuổi hay 8 tuổi chị? Em được 8 tuổi rồi. Em chỉ nằm trên võng này thôi, không làm gì hết. Thì lấy cái gì chung mấy nữa nè. Gia đình cũng rất là nghèo. Tới 4 anh em. 5 anh em ha. 4 hay 5? 4 anh em luôn. Nhỏ nhỏ xong không có ruộng đất gì hết. Thôi hôm nay tôi đại diện cho tổ chức mắt thương nhìn cuộc đời Canada với nhóm thượng nguyện 21 ngày yêu thương đến thăm và tặng cho cháu Võ Chí Toàn 2,5 triệu. Cũng giúp cho gia đình phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống.